trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chiều hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của em Quân. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ hướng dẫn em Quân và chỉ dạy cho em ấy ở nhà thì để em ấy đào cái phần hố để sau này trồng cái cây ăn quả sắn luôn các bác. Trong vài ngày tới thì có một bác có gọi điện cho cháu Lực và mong muốn rằng là muốn đi qua nhà của em Quân, thứ nhất là thăm em Quân và thứ hai thì có trao cho em Quân một ít cây giống để em ấy trồng để làm cây ăn quả đấy các bác. Anh như cô bác theo dõi cái video trước thì cô bác cũng đã biết rồi. Còn là bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Thời tiết đến chiều nhưng có vẻ là rất là nắng nóng này cô bác này. Rất là mong là sẽ nắng thêm độ tầm một thời gian nữa để cho đường trên chỗ nhà em Sử nó khô đi, rồi thì cháu Lực sẽ tiếp tục là vận chuyển cái phần vật liệu đấy để vào. Hay ở dưới kia thì cháu Lực đang nhìn thấy là ông là một mình lên ra đây cắt cỏ, cô bác không biết là Quân có lên đây không. Tao này hòn nhà chứ cùng. Ờ. Sắc tu bà cùng à? Sắc tu à? Ồ. Đấy. À, thời tiết thì vẫn còn nắng nóng. Ông thì ở nhà chỉ đi lấy được củi này, xong là đi lấy cỏ thôi cô bác. Ôi phải nói là ông cắt những cây cỏ này này cô bác này, cỏ này rất là sắc. Ôi này bố hoan được em mua rồi cùng ồ. Cái cây này thì không có cắt cẩn thận nữa cô bác, là cắt rất là đau tay và rất là đứt tay luôn đấy. Còn bên các phải vui đứng với tí tố ấy hả? À, Quân cũng lên đây à em? Lên đây cùng ông cắt cỏ à? À anh chào Quân nhá. Để đeo cái mic này vào. Chào Quân, xin chào tất cả quý ông bà của chú anh chị ạ. Cũng lên đây cắt cỏ à, mang đi về à? Vâng ạ. Hôm nay thì ở nhà làm cái gì? Lúc đấy thì nhổ lạc thôi ạ. Lúc đấy nhổ lạc à? Nhổ xong hết chưa? Hết rồi ạ. À. Thế lấy là nhổ lạc là ông lên đây cắt cỏ một mình à? Vâng ạ. Ừ. Vậy ông thì hầu như là cái video nào cháu Lực lên thì đều nhìn thấy ông đi cắt cỏ cô bác ạ. Nhìn vào ông thì năm nay đã gần... Ui! Cung. Thì nó nát. Ui. Ông chui đi xuống những cái bụi rậm này này cô bác này thì cắt cỏ. Vừa rồi thì nhìn thấy có một con sâu bám ở đây rất là to luôn. Con giảng nhà xuống đây nó rơi rơi nổ cũng nổ. Cái sân này à? Con sắp thôi à đi. Cái bài tù lá này khi tù rơi mà lạc của hắn. Ừ. Đâu trời vẫn xin có mà hòn chưa? Cái trời vẫn xin mà hòn tổ chức ra ngô. Hai ông cháu cắt cho một con bò thì có thể nói là sẽ nhanh hơn cô bác ạ. Để nó tự mình thắc vái rồi ông vô lư đấy. Cơ. Thì vàng lư. Thì môn nó sợ ọc mà. Lư thì vai á? Ừ. Một lư này. Làm viên chứ. Bà thì đang ở nhà là làm gì? Bé Hiếu về chưa? Vì rồi ạ. Về rồi à? Vâng. Ừ. Nên là thứ sáu không được học chiều đó. Hôm nay thứ sáu không được học chiều à? Vâng. À. À hôm nay mai là thứ bảy rồi nhỉ? Vâng. À đâu? Mai thứ bảy rồi. Mai thứ bảy rồi à? Vâng. Ồ. Thế là mai là thứ bảy rồi. Đấy, rất là nhanh các bác ạ. Một tuần thì trôi qua rất là nhanh. Bé Hiếu có thích cái cặp mà đem xuống không? Có ạ. Có à? Đấy không cho mang ra cùng bà lấy lạc.
em cứ mang ra để chơi. À. Là thích ấy nhỉ? Vâng ạ. Cũng có nhà đưa mấy cũng đi à. Ờ. Ông thì bảo cháu Lực là cũng vừa mới lên đây cắt cỏ luôn các bác này. Cái đầu chiều chiều thế này thì cháu Lực đi sáng nay thì cháu Lực có đi lên trên nhà của ba ông cháu ấy, thành ra là không có xuống được sớm. Chiều chiều thì xuống tranh thủ là đi xuống thăm em Quân và một tí nữa chỉ dạy cho em Quân là có thể là cắt cỏ xong thì một tí mấy anh em sẽ đào đào thêm một chút được các bác, đào hố sắn luôn. Ô tu ạ. Má phải tôi còn sao? Bây giờ thì hai ông cháu có hai cái liềm thôi, thành ra là cháu Lực cũng chỉ ở ngoài nhìn được thôi. Giờ thì đi ra bên kia thu cỏ. Lấy cỏ hết ra bên này được chứ nhỉ? Vâng ạ. Nhà Quân thì có trồng được cái cỏ mà cỏ voi kia không? Hôm trước là trồng xong là cắt hết rồi ạ. Trồng xong là cắt hết à? Vâng ạ. À. Đi lấy cỏ này thì đã bao giờ gặp ông Đốt chưa? Quân? Rồi ạ. Rồi á? Vâng. Đấy, đến mùa nào mà có con ong ấy cô bác thì mình chui vào những cái bụi này ấy, có con ong mà nó con nó rất là to, cháu Lực không biết là cái ong đấy là ong gì, hình như là ong ruồi hay là ong gì đấy cô bác, con nó to to bằng đầu ngón tay út này, mà con đấy đốt thì phải nói là nếu mà đốt nhiều ấy, có thể là cướp đi cả cái tính mạng của mình luôn ấy. Ông mình chắc là cũng phải ra đây lấy cỏ từ có khi là từ rất là lâu rồi cô bác ạ. Những cái bó cỏ mà ông lấy thì phải nói là cực kỳ mà nguy hiểm cô bác. Cái cây này thì nó cắt tay, nó cứa tay rất là đau luôn. Hãy đi lấy thì không có đeo thêm cả thêm bao tay gì cả. Đấy, bây giờ thì nhà thì có một con bò duy nhất là cái tài sản mà đắt giá của mình rồi, cho nên là được ông với lại em Quân chăm chú rất là cẩn thận đấy. Bò đi độ tầm mấy tuần nữa thì bỏ Quân, nó đẻ chắc là tầm hai tháng nữa. Tầm 2 tháng nữa à? Vâng. Ồ, đến lúc đấy thì mùa đông đấy nhở? Vâng. Đến mùa đông đẻ thì chăm sóc rất là khó đấy. Vâng. Phải cẩn thận đấy, sợ nó lạnh quá ấy. Vâng. Này là sắn của nhà em đúng không? Cái này ấy. Ờ. Thì mát thì hôm nọ em bảo là còn chỗ nào để trồng nữa không? Còn có nhiều chỗ để trồng nữa không? Ở dưới kia còn hai thửa bé ạ. Hai thửa bé à? Ờ. Đã phát qua hết chưa? Cái hai thửa bé kia thì em lấy để cắt cỏ chưa cắt hết đâu. Chưa cắt hết á? Ờ. Đi thủ dân là nó dân dẹp vườn à? Đi yên, xuống đất yên rồi. Đi xuống xem là nhà em Quân là còn là thêm cái chỗ nào mà để mà trồng được nữa không? Thì sẽ bảo em Quân là cắt bớt cái cỏ đi. Rồi thì 1-2 ngày tới thì có một bác là sẽ đem cái giống cây để về cho em Quân trồng. Cũng như là bác sẽ ra tận nơi để hướng dẫn là em Quân sẽ trồng luôn đấy. Cái điểm như này đi cắt cỏ các bác thì phải nói là rất là nguy hiểm đấy. Trước hồi nhỏ cháu Lực đã, trước thì cháu Lực cũng ở nhà hay đi lấy cỏ trâu cho bò cắt đấy các bác, thì đã để lại trên mình thêm những cái vết sẹo này các bác này. Những cái vết sẹo ở đây là cháu Lực đi cắt cỏ này xong là bị cái liềm là cắt trúng ấy. Để mà hắn tới tới
Hầu như là nếu mà mình đi cắt cỏ như này thì không thể tránh khỏi được những cái lần mà bị tai nạn cả cô bác ạ. Còn không, đây còn không? Chắc hết rồi. Để tôi đây cùng gì à? Để tôi đây thằng này cho nó. Phải là mình rồi mày, ôi. Quân có biết quả này là quả gì không? Em không ạ, quả đấy vẫn ăn được ạ. Ăn được á? Vâng ạ. Quả này ăn vị như nào? Ngọt ạ. Ngọt á? Vâng ạ. Đây có hai quả này ăn không? Hai quả đấy chưa nên ăn được. Chưa nên à? Ôi, có gai ấy chứ? Vâng ạ. Có nhựa nữa. Vâng ạ. Ừ, ăn nó hơi ngọt ngọt một chút của bác ạ. Nhưng mà ăn là phải bỏ cái vỏ nó ra chứ không là vỏ nó có rất là nhiều cái sợi gai nhỏ nhỏ này. Ông của Quân là biết là hái thuốc nam ấy, đúng không Quân? Vâng ạ. Cũng biết ít ạ. Biết một ít đúng không? Vâng. Như đầu chân mọi cái này ông có thể là đi lên rừng ông tìm thuốc về xong là ngâm rượu để thoa hay sao đúng không? Vâng ạ. Có cả uống hay không? Có cả uống không? Có à? Vâng ạ. Ông Quân thì có biết là cây biết hái cái cây mà lá mắt gan không? Có, chắc có. Là có hay sao? Thế hỏi ông mới biết ạ. Lúc cũng bị đóng lên rút chết cái giá cái loại giá đi đi à ở Bắc Bắc chỉ năm đi chung chung mà bọt này bố ở bờ bờ ruộng có mà thế cái loại cây mà anh nói ồ dê dê bờ số má ăn cái chợ chợ như thế nào à bờ đỡ một chín chung mà ôm cái dâu má đấy, dâu má đấy thì nó cũng có đấy, dâu má, dâu dép cá thì nó cũng là mắt gan. Thế ông thì vừa rồi phát hiện đây là có một cái thuốc hay sao các bác ạ? Đấy, ở dưới xuôi thì nếu mà các ông các bà thì bằng tuổi từ tầm ông thì có lẽ đã được nghỉ ngơi rồi đúng không bác, nhưng mà ông thì bây giờ rơi vào cái hoàn cảnh như vậy thì mình không đi làm thì thành ra là gia đình mình không có ai làm nữa. Quân thì cũng có làm thêm rất là nhiều việc rồi. Cái này thì trồng được bao nhiêu năm rồi Quân? Đây cũng được chắc là được một năm rồi. Trồng được một năm rồi. Vâng ạ. Cái củ đó chắc là cũng to rồi má. Vâng ạ. Nhưng mà chắc là cái do là chắc không có phân bón cho lắm hay sao ấy, như nhìn thấy cây nó không có được to. Vâng. Không có được to như ở bên hôm nọ em đi nhặt hạt chảo ấy. Vâng ạ. Thế ra cũng lắm chú lá ta cái mi chay đi bự nà thế. Ồ. Này nắm chốc sấy ô. Ồ. Này cái chờ cái ba chín đi mắt ra mắt mà bỏ ra nè. Đây hiện đi. Đó còn đây cũng nè. Cơ bên nhiều ở nhiều vào đây đi. Ở cha đây ta. Họ có bị khẩn nữa cho hở ra ông dân thành thế. Chứ tụi nó. Không phải à? Ừ. Ờ, yếu thì mà lại chăng nè. Lâu nè. Ồ. Ông bảo với cháu Lực là cây này cũng là một cái cây lá mắt gan này cô bác này. Đấy có thể như là nếu mà trong thời gian tới ông có đủ sức khỏe thì có thể bảo ông đi lên rừng kiếm những cây lá mắt gan về. Đây thì hoàn toàn là dùng để sắc để uống thôi. Kết hợp thêm lại một hai cây nữa sao cô bác ạ? Cây này như kiểu lá nó sắp giống cái giảo của lam nhưng mà nó chỉ có 3 lá thôi. Thank you.
Hôm qua thì em lấy phân chuồng chưa? Hôm qua phơi chưa lấy, để trong bao đâu. Để trong bao là ở trong bao hết rồi à? Chưa để trong bao ạ. À, phơi ra hết rồi đúng không? Vâng. Ngày mai thì chắc phải đi mua thêm, hôm nào cô mà ra thì chắc phải mua thêm cái phân kali á, trộn vào. Vâng ạ. Bây giờ thì chắc là cũng gần đủ rồi đấy nhỉ. Một con thôi. Thật cả đó. Mình lẹt. Lọt, lẹt. Những cái cỏ này bò ngoan à? Đi lấy cỏ này không mặc áo dài tay đi à? Không ạ. Thế thôi à? Cái liềm nào ở đây anh cầm cho. Ông đi về luôn chưa nhỉ? Phải luôn bà Dê. À, phải luôn bà cô. Đấy, ông thì bây giờ cũng đi luôn cô bác, đi theo đằng sau của cháu Lực. Với lại bạn Hiệu luôn. Nhà của em Quân thì nằm ở ngay ở dưới này đâu cô bác. Nó cũng không có nằm cách xa cái chỗ mà lấy cỏ này cho là bao nhiêu cả. Ông chỉ có đi quanh ở đây để lấy cỏ về cho bò thôi. Lóc sao này rồi bác Phô? Hiếu ở đây Phô? Dạ. À, bé Hiếu thì hiện nay không có đi học cô bác ạ. Cháu Lực đang nhìn thấy là một mình em ấy chơi ở ngoài kia kìa. Bà thì đang nhổ lạc ở phần phía bên này. Còn ông với lại em Quân thì đã đi lấy củi. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cho cô bác anh chị là cũng biết rồi, rằng là trong thời gian tới thì sẽ trồng Quân là ở bên này một chút này, trồng cây ăn quả. Em Quân ở bên này, trồng cái cây ăn quả cho em Quân ở phần phía hiên đằng sau nhà. Một phần thì có thể là giúp cho các em Quân với lại bé Hiếu về sau này có thêm những cái giống cây ăn quả, một phần thì cũng để cho chắc cái phần đất ở đằng sau đây đi. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ chỉ cho em Quân là em ấy đào là cách bao nhiêu. Ôi giờ ra làm cắp à? Ra ra ngày mai ngày à? Con chào con bà mà hello mà ngày đấy. Thôi bé Hiếu thì cái cặp hôm nọ là chị Thúy Nhiệt có gửi cho cô bác, đeo luôn, không có rời bỏ luôn đấy. Vậy trong thời gian tới thì em Quân lại sẽ giả cái phần cái nhà bên này của chú, cho nên là mấy đứa sẽ để cho em bên kia đúng không? Nhưng mà nếu để ra bên này thì thật sự ra thì nó cũng rất là bẩn nhà cô bác ạ. Bé Hiếu thì một mình ở đây chơi với chó thôi cô bác. Ngày hôm nay thì có vẻ là đi xuống nhìn rất là vui vẻ này các bác này, chạy lon ton bên kia. Mà này á rồi mà. Trong thời gian tới thì để đây à?
Lấy phần lấy cắt ra để xong rồi để nền đây à? Ồ, nhưng mà xem nó sẽ sau này nó sẽ bẩn hơn đấy. Nhưng mà bây giờ không có cách nào rồi đúng không? Ba. Hai. À, cặp dơ nọ. Cặp dơ nọ. Con chào các ông bà. Rồi. Con chúc các ông bà thật nhiều sức khỏe. Rồi, cứ nhảy từng 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 thôi các bác. Nào, cho chú xem nào. Nào, mà cho chú xem nào. Ôi, trong này có cái gì đấy? Hả? Có cái gì đấy? Mai đeo đi học nhá, ngày kia tóc đeo tóc thử có. Đeo đi học nhá. À, chỉ có quần thôi, có quần của áo thôi cô bác ạ. Thích không? Thật lực hỏi thích không thì cũng bảo là thích không đấy. Chú lấy đi về nhá. Chú lấy đi về nhá. Nhá, bảo không. Này, từ từ, từ. Xin đi, xin đi. Xin cô. À, xin bác. Xin bác. Xin bác. Con cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Rồi, đeo đi, đeo đi. À. Đeo đi. Lấy đi cất đi nha, không tí bẩn đấy, bẩn đấy. Không, không có rời bỏ luôn rồi cô bác ạ. Giày ở Quân thì có đẹp không? Có vừa không? Có. Có à? Vâng. Quân thì có hai đôi giày là được gửi từ rất là xa đấy, từ bên Mỹ sang nhỉ. Có đôi giày này, có những cái bộ quần áo này phải nói là các cô các bác ở bên ngoài nước thì cũng xem những cái thước phim mà chúng được đăng tải lên thì cũng rất là quý em Quân và đi lựa những cái món quà cho em Quân. Chị đâu ạ? Ừ. Đi vào nhà uống nước một chút rồi thì sẽ nói với Quân luôn. Tiến nó. Tiến nó. Phải lên mà. Phải lên mà, phải cho Quân nào mà. Phải lên mà, phải lên mà. Phải lên mà. Nói bằng tiếng Nùng là gọi là bà đi nhổ đậu rồi. Đi. Hiếu cả. Đi một phái bên nào à? Ấn nộ. Thì có vẻ như là bé Hiếu ở trong nhà của bác này làm rất là bờ bộ luôn. Ra đây chú xem nào, ra đây nào, ra đây chú đeo cho nào. Ra đây. Chú lấy đi về nhá. À rất phải ó. Mặt bắt đầu xị rồi các bác. Mặt xị rồi. Mặt này giăng vừa vào. Nào, chú đeo cho xem nào. Chú đeo xem nào. Từ từ. Đây. Ta bên này. Có vẻ như hơi to một chút cô bác. Ôi, hơi to một chút. Ừ. À đi này, đi tất là vừa rồi. Thế nào? Đeo đây. Tất đi đâu hết rồi? Khuôn mặt nó thế nào ấy à? Nữ đấy. Đấy. Nắm con luôn. Mày này giang nữ. Hơi ảo giống chăm mà. Giờ nó. Giờ nó. Ừ mà. Này có cả giày mới này. Cả ba lô mới nữa này. À, Quân thì đi có cái cuốc này không? Cuốc không? Có. Thế thôi thì anh em mình tranh thủ lên trên đào cái một tí nhá. Vâng. Đào cách độ tầm 5 m một cây. Vâng. 5 m như này thì cô bảo với cháu Lực là 5 m một cây thì sau này nó mới gọi là đủ cái chất dinh dưỡng của nó được. Nhưng mà ở bên kia vẫn có đúng không? Chắc cũng kia được 2 cây thôi. Cũng được 2 cây đó. À. Hai thửa được 4 cây. À, hai thửa được 4 cây. Thế thì mà hôm nào cô sang thì xem là chỗ nào trồng được thì mình sẽ đi trồng hết nhá. Làm bên nữ răng nữa chứ nhỉ. Cũng à. Ở nhà nhá, lý khảo không? Lý khảo này. Chúc mừng. Hay ở phần phía bên dưới này cũng có thể là trồng được này. À. Hay mình trồng cây ăn trái thế này đấy. À. Đó, xem nào. Đây, phần ở phía bên dưới này thì cũng có thể trồng được thêm 2-3 cây nữa. Có lấy dao đi. Lấy dao chặt cho anh một cái cây để anh đo tầm 5 m mình làm một cây ở đấy. Được không? Chứ 1 mét nào. Ôpô, 5 mét đấy bật tù đi xíu. Cái đôi này, tôi chắc cái tù xích trà. 2 mét. Tầm mà trồng theo đủ cái này là được rồi. Ờ. Mà cái này đi đo xong là trồng, mình cứ chặt, mình cứ đào hố, sắn đấy. Ờ. Điều nào ấy? Được kia. Điều kia? Ờ. Thế mà hiếu nào gì nào?
À, đang thay quần rồi. Đấy, tự biết thay quần đấy các bác ạ. Chốt thừa này thì không trồng được đâu nhỉ, có phải thừa nhà em không? Có ạ. Có à? Vâng ạ. Chỗ này để trồng cỏ đây à? Vâng ạ. Đây thì chắc là đào đây một cây luôn này. Vâng. Đào đây luôn một cây. Ý à, ở bên kia trước đi. Đấy. Vâng. Phía bên kia trước. Đây này. Lên lên này, thử ở bên đây trước này. Ô đây trồng trồng dấu lợn à? Không, ở đây nó tự lên thôi. Tự lên á? Vâng. Dấu lợn này cũng tự lên à? Vâng. Hôm trước rồi nhỉ. Nhà bác trên kia trồng thì dưới xuống. À. Thế đào đây một cây luôn lên này. Vâng. Có xẻng không? Vừa rồi anh thấy có xẻng đúng không? À, cũng mọc bãi vực khâu không? Nó có cây nhỏ nhỏ thế nên là mình đào một hố bé tí thì cũng được rồi. Từ 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 từ. Mình đào đừng có lấy cốc đất nó xa quá. Mình lại tận dụng cái đất nó để lấp mà. Nhá. Đấy, thế thôi. À. Thế là được rồi. À. Hử? Trời đấy, thế thôi. Cây nó nhỏ thôi mà, không to đâu. Nên mình phải làm mà. Đấy, chỗ đấy nữa. Cào đất ra, mình xúc ra. Cái này, nếu mà có xẻng thì nó tốt hơn. Cái đất này, nếu mà mình trồng cây ăn trái rất là tốt của bác này. Nó thuộc dạng cái đất đỏ ấy. Ui, run to chưa? Bây giờ mình cứ đào đó xem là đến lúc nào mà các bác sang thì các bác hướng dẫn thì mình lại đào sâu xuống. Này các bác hướng dẫn trồng, tại vì là cái phần là nông nghiệp này, lâm nghiệp này thì thực sự ra nó lúc không có am hiểu cho lắm các bác ạ. Này có vẻ sát đây quá không? Được đúng không? Ừ. Từ từ, con này chỗ này xem trồng được hai cây không? Từ từ nhá. Chỗ này nó rộng ấy. Cây đến đây. Không được hai cây rồi anh ạ. Hả? Một cây ở tận dưới này. Một cây tận góc bên trên nhưng mà nó ấy quá nhỉ? À. Thế thì để dưới đi, để đúng ở dưới này. À. Đấy đo từ kia ra xong là để giữa. Dưới một cây. Đấy đúng chỗ đấy luôn, đào đúng chỗ đấy.
có bật lửa đấy không nhỉ? Để em không mang về đâu. Thế chạy đi lấy bật lửa đi, đốt đốt chỗ này luôn đi. Vâng. Này bây giờ khô thì đốt được rồi nhỉ? Vâng. Hôm qua thì có vẻ như là chưa khô lắm cô bác. Đây ở đây cái chỗ này thì cô cũng bảo với cháu Lực rằng là cô cũng có theo dõi được cả video rồi, rằng là chỉ mình chỉ đào được là một cây ngang thôi, không được hai cây, tại vì cái thửa nó không có được được rộng ấy cô bác. Đấy, để đò tiếp chắc là ra bên này một cây nữa. Đâu, đúng ở đây à? Khọt nhà hết rồi mà. Đào đi, em cao quá đi. Cây nữa. Đất này thì vừa mới mưa xong các bác, cho nên là đào nó cũng không có cứng đấy. Bây giờ thì đào độ tầm 30 phân, xem là đến lúc mà cô ra cô bảo đào thêm thì cháu được xé cùng em Quân xé lại đào thêm sâu một chút. Cái chỗ thửa này thì theo cháu được nhìn là được có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây đấy cô bác. Cô dặn cháu Lực là bảo là đất của nhà em Quân, nếu mà xem có nhiều thì cô sẽ lấy ra nhiều, có ít thì cô sẽ lấy ra ít, còn không thì cô sẽ ra đây hướng dẫn em Quân là trồng một lần, để đến khi nào mà em Quân lại muốn trồng thêm rồi thì sẽ bảo với cháu Lực, rồi thì cháu Lực sẽ bảo với lại cô, thì cô sẽ lại gửi giống sang cho cháu Lực này. Bé Hiếu thì cũng mò lên này cô bác này, vẫn còn đeo cả ba lô cả giày luôn. Hiu, quay tay vào, quay tay này, quay tay đấy mà. Đang hát bài gì các bác ạ? Sau một thời gian bé Hiếu đi học thì phải nói là bé Hiếu thuộc dạng một người mà rất là lì lợm các bác, nhưng mà em thì cũng tiếp thu rất là nhanh các bác ạ. Bây giờ thì tiếng Kinh thì em mới biết nghe, nhưng mà cũng chưa có biết là nói nhiều cả, chỉ biết nói mấy câu đơn giản thôi.
Cái trời thì bây giờ cũng khá là tối rồi các bác này. Chắc có khi mấy anh em chỉ đào thêm 1-2 cây nữa thôi thì mấy anh em cũng sẽ nghỉ thôi các bác. Không để cho anh em quân này. Hả? Không để mà. Ừ. Đó mà lắm ạ. Bây giờ thì cũng khá là tối rồi các bác. Chắc là cũng phải tầm độ tầm 5 giờ rồi. Đấy, như hôm nọ nếu mà trời mưa mà trong thời gian tới mà mùa đông thì chắc chắn là sẽ tầm mà độ 5 giờ là bắt đầu tối rồi. Bây giờ thì vẫn trời vẫn có đang còn là mùa thu. Anh có vẻ đào dễ dàng nên nhìn quân có vẻ khó đấy. Đấy, bây giờ nếu mà trồng đi độ tầm 1-2 năm là có thể là có cái thành quả để mà thu hoạch rồi đấy. Đấy. Mình cứ chăm sóc cẩn thận một chút. Đấy, cái lúc mà nó còn nhỏ này thì mình phải xem đừng để cho bò nó vào ấy. Bò nó vào nó bể cành là hỏng luôn một cây đấy. Đấy, hôm nay thì cháu Lực xuống thì cũng chỉ có hướng dẫn em Quân là cho em ấy đào độ cách bao nhiêu mét này cô bác, là mình nên đào một hố đào trước đi, rồi 1-2 ngày nữa cô sang rồi thì cô sẽ hướng dẫn anh em trồng và sẽ được sẽ nhanh hơn đấy cô bác. Thế còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Quân thì có vẻ như là làm một tí thôi toát hết cả mồ hôi rồi cô bác. Bé Hiếu thì cũng ra đây này. Hiếu mic. Bé Hiếu thì cũng mò đi theo cháu Lực với lại em Quân lên đây nào. Đây. Chào tạm biệt quý ông bà đi. Nào bé nói đi. Quân bà. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Quý ông bà. Quân bà. Vẫy tay. Không ạ, mông này. Vẫy nè.